đến nơi này, nghe dòng sông kể chuyện thời gian. Xưa sóng vỗ oai hùng, nay Đà Giang hiền hòa chảy xuôi. Vang tiếng máy đêm ngày dầm điền đi xa, thắp lên bản tình ca mới mang tên mùa xuân. Ngày ấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã mượn lời thơ Nguyễn Quang Bích để nói về dòng sông Ngông trong thiên ký sự của mình. Chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc bắc lưu. Mọi dòng sông đều chảy về phía đông, chỉ có sông Đà chảy về phương bắc. Dòng sông hùng vĩ ấy giờ đây đang viết tiếp bản trường ca của cả vùng Tây Bắc, khi những công trình thủy điện xứng tầm khu vực đang hòa vào lưới điện quốc gia. Dọc hai bên dòng sông đã hình thành những bản làng tái định cư của hàng vạn gia đình bà con dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Giao. Anh em các dân tộc Tây Bắc đang xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới, nơi dòng điện đi về muôn nơi. Tiếp tục hành trình của mình, chúng tôi đến với thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, điểm cuối cùng của quốc lộ 6, cũng là bậc thang thứ 3 trong hệ thống thủy điện thượng nguồn sông Đà. Thị xã Mường Lay xưa là tỉnh lỵ Lai Châu cũ. Với những người một thời gắn bó với mảnh đất này, thì những ký ức về cầu Hang Tôm, cầu sắt, những con đường cũ, những ngôi nhà xưa giờ nó nằm sâu trong lòng hồ thủy điện Sơn La. Xưa kia, có thi sĩ đã viết về thị xã này. Thị xã hẹp trong tầm một tiếng gọi, em bên kia, ta ở bên này. Trung tâm của Mường Lay hôm nay trải dọc theo thung lũng nơi gặp nhau của sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Cái tên thị xã ngã ba sông cũng ra đời từ đó. Ở chợ này chị buôn bán thế thì có nhiều mặt hàng, chị buôn bán những mặt hàng gì? Chị chỉ chuyên về giày dép, về đồ, túi sách, ba lô túi sách học sinh thôi. Okay. Hàng vặt, đồ dùng gia đình nữa. Thì phục vụ chủ yếu là cho... cho người Mông thôi mà. Người Mông kia. Đấy đó, tất cả người đa số là người Mông là nhiều. Đa số là người Mông, anh em xuống tất đây này. Di dân tái định cư là một cuộc chuyển đổi hết sức gian nan. Việc tái định cư nơi đỉnh trời Tây Bắc này có lẽ cũng một thời khiến cho địa phương và người dân mất ăn mất ngủ trong rất nhiều năm. Hôm nay, trong khu chợ mới khang trang của Mường Lay, chúng tôi đã chứng kiến sự đổi mới đến bất ngờ. Thị trường hàng hóa vô cùng đa dạng, không hề kém những khu chợ dưới xuôi. Tận dụng những lợi thế đó, nhiều gia đình đã mở cửa hàng, bán hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, thu nhập ổn định, đời sống khấm khá hơn rất nhiều. Thị xã tưởng nhỏ bé đến mức người gọi ở bên này, người nghe được bên kia. Thơ thì viết thế. Sau cuộc chuyển giao lịch sử từ cuối năm 2010, từ đại công trường đầy bụi bặm, giờ đây Mường Lay chuyển mình trở thành một đô thị nhỏ, trên bến dưới thuyền. Thị xã được quy hoạch khang trang, giấu những mái nhà tái định cư mới mọc lên còn nhiều ngổn ngang giang dở. Song từ ánh điện sáng nơi đây, chúng tôi biết họ chưa bao giờ mất niềm tin về cuộc đời mới. Trước kia, người Thái ở vùng thấp chỉ biết trồng lúa, nhưng trên quê hương mới hôm nay, họ đã biết trồng thêm hoa màu, đào ao, thả cá, nuôi thêm gia súc gia cầm trên chính diện tích đất được chia của mình. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật và tuyên truyền cho bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tập trung. Và tạo điều kiện cho người dân chúng tôi làm ăn, đi lại làm ăn rất dễ dàng. Không nuôi gia súc lớn, chỉ nuôi lợn gà và nuôi thả tập trung. Bước đầu, đồng bào người Thái ở Mường Lay đã dần quen với việc này và ổn định sản xuất. Tổng diện tích đất ở, đất nông nghiệp được chính quyền giao cho nhân dân ở nơi ở mới lên đến gần 27.000 hectare. Sau khi thực hiện dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La,
thị xã Mường Lay có gần 1.000 hộ nông nghiệp. Để đảm bảo cuộc sống cho số đối tượng này trong điều kiện quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp hạn hẹp là một bài toán khó. Chính quyền thị xã đã quy hoạch và mở rộng diện tích vùng bán ngập lên đến hàng chục hecta để bà con có thể canh tác thêm hoa màu. Hiện nay, tại thị xã Mường Lay, bên cạnh việc duy trì sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình cũng đã tự tìm hướng chuyển đổi ngành nghề, giới thiệu và phát huy thế mạnh về truyền thống. Phát triển làng nghề cũng là một hướng đi đúng đắn. Không biết có từ bao giờ, nhưng khẩu xén đã trở thành món bánh không thể thiếu được trong hương vị ngày Tết của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay, giống như bánh chưng, bánh dày của người Kinh và một số dân tộc khác. Cô làm nghề bánh này lâu chưa? Làm lâu rồi cháu ơi, từ lớn lên thì đã thấy trước thì bố mẹ làm, xong đến truyền đến con cái. Rồi đến Tết thì mùa Tết này là mùa bánh của dân tộc Thái Trắng đây. Đến cứ đến sắp đến Tết là bắt đầu các cô chuẩn bị làm bánh. Bây giờ thì trước thì không ra thị trường, bây giờ ra thị trường mua bán. Bán ra cũng rất là nhiều bánh. Phơi cái này lâu không chị? Cái này phơi đến lúc nào hết nắng mà khô thì thôi, không thì hôm sau lại phơi lại nữa. Cái này mình thường thường bán đi những đâu? Đi ra chợ bán cho người, cũng gửi đi Điện Biên, gửi lên Lai Châu. Cái này thì một ngày làm được nhiều không ạ? Thì trung bình một ngày cũng làm được 20-30 cân. Khẩu xén là một loại đồ ăn như bánh phồng tôm, nhưng chắc và dai hơn. Bánh làm từ nhiều loại nguyên liệu, bánh làm hoàn toàn từ gạo nếp cẩm có màu đen, từ gạo nếp nương có màu trắng, hoặc pha thêm gấc để có màu vàng, thêm màu của cây lá cẩm để có màu tím. Đậm đà hơn là khẩu xén làm từ sắn tươi, loại sắn nạc chỉ có ở vùng này. Hương vị cũng có nhiều loại, vị ngọt cho trẻ con, vị mặn cho phụ nữ và người già, bánh nhạt để chấm gia vị cho đàn ông ăn khi uống rượu. Trước đây, khẩu xén chủ yếu được làm trong những dịp lễ Tết cưới xin. Nhưng ngày nay, khi loại bánh truyền thống của người Thái Trắng trở thành một đặc sản địa phương, được nhiều người biết đến và tìm mua, thì việc sản xuất được tiến hành quanh năm. Hiện tại, nghề sản xuất loại bánh này cũng ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, song đã giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều lao động địa phương, đem lại thu nhập ổn định cho cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây. Kinh tế phát triển, các thế hệ được sinh ra và lớn lên ở vùng tái định cư đã có cuộc sống tốt hơn cha ông mình khi trước. Song song với việc phát triển kinh tế, thì giáo dục và y tế ở Mường Lay cũng được chính quyền địa phương rất quan tâm. Đây là bệnh viện đa khoa của huyện với quy mô 500 giường bệnh. Bệnh nhân phần lớn là người Thái, người Mông. Trước kia, để đến viện, bà con phải đi ít nhất nửa ngày đường, gây khó khăn trong việc khám chữa bệnh. Nhờ quá trình tái định cư, hạ tầng giao thông được đầu tư tốt hơn, thì việc đi lại càng trở nên dễ dàng. Đồng bào dân tộc ở Mường Lay đều có bảo hiểm y tế và thói quen chữa bệnh bằng mê tín dị đoan gần như không còn nữa. Giáo dục Mường Lay cũng không nằm ngoài vòng quay của một thị xã đang tái thiết sau công cuộc di dời. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc là trường chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện. Nay có thêm 3 trường nữa đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục các cấp học luôn được nâng lên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Nơi sông Đà vặn mình rung núi, lối Malifor là sợi chỉ xuyên qua sống váy mèo. Thị xã nhỏ như chiếc cúc áo cài trên ngực đất nước, núi hai đầu mây đến đá lông nheo. Giống như qua một giấc mơ, thị xã Mường Lay giờ tỉnh giấc, bỗng thấy mình ở một nơi lạ lắm, trên bến dưới thuyền. Những xóm nhà sàn được quy hoạch khoang trang dưới thung lũng, cũng chẳng ai biết nước sông Đà có thể lại dâng cao đến thế. Bề bộn vất vả, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mường Lay
đang gắng sức cho một cuộc thay đổi mang tính lịch sử nơi đây. Đến nơi này, nghe dòng sông kể chuyện thời gian xưa sóng vỗ oai hùng, nay Đà Giang hiền hòa chảy xuôi, vang tiếng máy đêm ngày dòng điện đi xa, thắp lên bản tình ca mới mang tên mùa xuân. Ngày ấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã mượn lời thơ Nguyễn Quang Bích để nói về dòng sông Ngông trong thiên ký sự của mình. Chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc bắc lưu. Mọi dòng sông đều chảy về phía đông, chỉ có sông Đà chảy về phương bắc. Dòng sông hùng vĩ ấy giờ đây đang viết tiếp bản trường ca của cả vùng Tây Bắc, khi những công trình thủy điện xứng tầm khu vực đang hòa vào lưới điện quốc gia. Dọc hai bên dòng sông đã hình thành những bản làng tái định cư của hàng vạn gia đình bà con dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Giao. Anh em các dân tộc Tây Bắc đang xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới, nơi dòng điện đi về muôn nơi. Nậm Nhùn là điểm đến tiếp theo của chúng tôi trên hành trình tới những vùng tái định cư dọc sông Đà. Một cái tên còn khá mới mẻ bởi mới được thành lập từ năm 2013 trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè. Nậm Nhùn có trên 26.600 nhân khẩu với 11 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái, Hoa, Kinh, Khơ Mú, Giao, Mông, Mảng, Hà Nhì, Cống, Tài. Tổng diện tích gần 100.000 hecta, nhưng diện tích đất nông nghiệp rất ít. Với đặc thù là một huyện biên giới, một phần nằm trên lòng hồ thủy điện Sơn La, một phần nằm trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, vậy nên công tác tái định cư cũng khó khăn hơn những nơi khác. Chỉ tính riêng lòng hồ thủy điện Lai Châu, số hộ tái định cư đã lên đến 2.000 hộ. Do cơ sở hạ tầng được đầu tư gần như mới hoàn toàn, vì vậy việc thích nghi với cuộc sống mới cần có nhiều thời gian đối với người dân nơi đây. Theo chân anh Hoàng Văn Thuần, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, chúng tôi đến bản Nậm Hài. Tại đây, nhân dân đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với sự hướng dẫn tỉ mỉ và kiên trì từ cán bộ nông nghiệp huyện. Khu đất này có diện tích trên 17 hecta, trước kia vốn là đất lâm nghiệp, nay đã chuyển đổi sang đất nông nghiệp. Đồng bào các dân tộc trồng nhãn, cam và quế trên diện tích đất này. Nhìn thì đơn giản thế, nhưng đây là điều mà trước kia họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chính quyền địa phương cùng các nhà khoa học đã tìm ra những loại cây phù hợp nhất với loại địa hình dốc ở đây, lựa chọn để đưa vào thử nghiệm. Theo tính toán, khoảng 4 năm nữa, 17 hecta nhãn này sẽ thu hoạch. Giá trị kinh tế đem lại cho bà con sẽ cao hơn trồng các loại cây khác từ 4 đến 5 lần. Khi tiếp cận với những cái cây trầm mới ở cái vùng dân mới này thì anh có gặp khó khăn gì không? Cũng bước đầu cũng có gặp khó khăn một tí, cũng do mình cũng chưa hiểu hết về cái kỹ thuật chăm sóc. Có cái dự án của tỉnh huyện cho thì dự án trồng nhãn này là cũng mới mẻ, thì lúc đầu cũng hơi khó khăn. Khăn là mình cũng chưa nhận thức được về cái kỹ thuật
biến. Thì khả năng sắp tới này thì đã biết được cái tìm hiểu được về cái kỹ thuật thì khả năng cái khâu chăm sóc nó sẽ được tốt hơn. Dự án mới triển khai được một năm nhưng đã cho kết quả rất tốt. Cây sinh trưởng khỏe mạnh, thích nghi tốt với thổ nhưỡng và khí hậu ở đây. Từ nay đến khi đó, bà con sẽ thu nhập từ trồng sắn, đánh cá và các nghề phụ khác. Thay đổi cái nhận thức của bà con, không phải canh tác lạc hậu như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì bà con thì thường hay canh tác, năm nay canh tác ở đây, năm kia chuyển sang chỗ khác thì nó sẽ ảnh hưởng cái diện tích rừng. Đến nay, nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần giảm nghèo từ 26% xuống còn 17%, thấp nhất trong các xã thuộc huyện Nậm Nhùn. Một trong những nhân tố làm thay đổi cơ bản bộ mặt của huyện miền núi biên giới khó khăn nhất cả nước này là nhờ vào dự án thủy điện Lai Châu và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác, trong đó có điện cho đồng bào dân tộc. Mường Mô có 9 bản, thì 8 bản thuộc diện tái định cư. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, toàn xã thực hiện bê tông hóa được 86% đường giao thông nội bản. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 6.000 ngày công. Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa và các công trình phụ trợ. Trước đây, nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là tự cung, tự cấp, lấy từ con suối và các nguồn nước quanh bản, không qua xử lý và cũng ít ai quan tâm đến chất lượng nguồn nước sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên hiện nay, huyện Nậm Nhùn cũng đã đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho tất cả các khu tái định cư, rà soát lại và thành lập các tổ quản lý trực tiếp ở từng thôn bản, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để người dân vừa có nước sản xuất và sinh hoạt. So với ngày trước thì khác hơn nhiều, có đường trường trạm tốt, với lại khu quy hoạch định cư nó tốt hơn. Ở bản cũ tuy rằng là có đất có ruộng nhưng mà nhà không được quy hoạch được đẹp như thế này, nhà làm không có quy mô. Bởi trước thì chỉ có là ai thích dựng đâu dựng, cứ xen chen chít nhau nên là không được theo quy hoạch như ở trên này. Nên trên này nói chung là đường rãnh thì cũng tốt hơn ở bản cũ. Ngoài việc tái cơ cấu nông nghiệp, định hướng phát triển trồng cây ăn quả đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân tái định cư của huyện Nậm Nhùn. Chính quyền địa phương đang định hướng đánh bắt thủy sản, nuôi thủy cầm trên mặt nước lòng hồ thủy điện sẽ mở thêm một hướng thoát nghèo cho người dân nơi đây. Rút kinh nghiệm từ cánh tay cư dân Sơn A, thì cái công tác về chi tiết ngay từ đầu là chúng tôi tổ chức là có sự tham gia của người dân, đặc biệt là những cái già làng, trưởng bản, những người có uy tín để lựa chọn cái nơi ở, nơi sản xuất, rồi là cái kết cấu tổng. Thì từ cái kinh nghiệm đó mà khi thực hiện cái tái định cư thủy Lai Châu thì chúng tôi triển khai là một là thuận lợi hơn, hai là nhanh hơn, cái thứ ba là các công trình phát thi hiệu quả tốt hơn, được cái sự đồng thuận của người dân sớm hơn và ít xảy ra cái chuyện khiếu kiện đồng bằng. Thủy điện Lai Châu được khởi công ngày 5 tháng Giêng năm 2011, nằm ở bậc trên cùng dòng chính sông Đà. Nhà máy đặt tại xã Nậm Hàng, cách trung tâm huyện chừng hơn chục km, có công suất thiết kế là 1.200 MW với 3 tổ máy. Mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 4,7 tỷ kWh. Có thể nói, điều mà chính quyền và người dân quan tâm nhất
chính là cuộc sống của bà con nhân dân vùng dự án đã nhường đất cho việc xây dựng các công trình phục vụ thủy điện. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới, song lãnh đạo từ huyện đến tỉnh đều khẳng định đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho các hộ dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Do cái điều kiện miền núi, cho nên chúng tôi hết sức chú trọng được cái công tác đầu tư các công trình thủy lợi, khai hoang ruộng nước để bù vào cái diện tích đã mất, giải quyết cái trước mắt là cái tập quán sản xuất nuôi nước của người dân. Bên cạnh đó là tổ chức tốt cái vấn đề khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, kết hợp với trồng rừng kinh tế, chuyển đổi một số nơi có điều kiện thuận lợi sang trồng một số cây có giá trị kinh tế như là trồng chè, trồng quế, rồi là trồng cây ăn quả, rồi là phát triển chăn nuôi gia súc, trong đó đặc biệt là chú trọng đến con trâu. Và hiện nay khi các lòng hồ thủy điện đã bắt đầu ổn định rồi thì chúng tôi đang có cái chương trình là phát triển cái nuôi cá lồng kết hợp với lại đánh bắt cá để tạo ra được những cái hướng đổi mới phát triển ngành nghề. Vì lợi ích quốc gia và dòng điện sáng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, người dân tái định cư khu vực lòng hồ đã sẵn sàng nhường lại đất đai, tài sản, những giá trị văn hóa truyền thống và kỷ niệm của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư đến nơi ở mới, xây dựng quê hương mới. Mùa xuân mới lại về, dòng điện sáng của Thủy điện Lai Châu vẫn đang hòa vào lưới điện quốc gia, thắp sáng cho nằm nhùn hôm nay. Nguồn năng lượng quý giá đó sẽ tiếp thêm xung lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là người dân tái định cư khu vực lòng hồ Thủy điện Lai Châu, để cuộc sống của bà con ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc hơn trong sự phát triển chung của quê hương, đất nước. We'll be right back.